Hai con mắt nó hư hẳn rồi. Và tay thì phải cắt, cắt đi, bỏ đi. Rồi tôi tinh thần nó sụp đổ hoàn toàn. Nhìn con tôi không thể gượng gặng được nữa. Gia đình của tôi mẹ mất, con tai nạn, mù cái mắt, xót, đau xót vô cùng. Nhưng phải chấp nhận, cuộc sống của mình như thế, phải chấp nhận. Thế nhưng trong thế giới không sắc màu, Phi Sang đã không gục ngã để sống tiếp một cuộc đời ý nghĩa. Bắt đầu bằng một hành trình xuyên Việt gây quỹ từ thiện. Một TikToker luôn truyền cảm hứng sống với tinh thần lạc quan, yêu đời. Cuộc sống của nó tôi rất phấn khởi, tôi vẫn tự hào được con tôi là bị mắt như thế. Nhưng mà nó cũng lạc quan, tôi cũng đỡ phần nào. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Thanh Long đang có mặt tại xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn để cùng gặp gỡ và trò chuyện với một bạn trẻ rất là đặc biệt. Chàng khiếm thị luôn lạc quan yêu đời và luôn luôn có những cái việc làm tích cực để đóng góp cho cộng đồng. Xin được chào đón Nguyễn Sĩ Phi Sang đến với chương trình trò chuyện cuối tuần. Dạ, em chào chị ạ. Chào tất cả mọi người đang xem đài truyền hình ạ. Em cũng đã từng quay nhiều clip đăng lên mạng xã hội rồi. Nhưng mà đấy cũng là lần đầu tiên em được lên truyền hình, được lên TV. Thì hôm nay thì em cảm thấy rất là vui, cùng xen lẫn một chút nào đó nữa là hồi hộp nữa. Ở độ tuổi đẹp nhất của tuổi trẻ, với rất là nhiều những cái ước mơ và những cái dự định cho tương lai, thì Phi Sang đã gặp phải một cái biến cố lớn và từ đó cũng đã làm thay đổi cuộc đời của bạn rất là nhiều. Bây giờ thì Sang có thể chia sẻ lại một chút cái câu chuyện ngày hôm đó được không? Cái vụ tai nạn đó là em bị là năm 23 tuổi, em biết đến chế pháo và làm pháo để vui chơi ngày Tết. Thì không may cái vụ tai nạn đó xảy ra và lại đi em đôi mặt và bàn tay phải, gây lại sự đau đớn cho bản thân và gia đình rất là nhiều luôn. Quá cái câu chuyện của em Sáng thì em Sáng cũng mong là sẽ không có một ai phải mặc lại những cái sai lầm như Sáng để rồi xảy ra một kết cục đau lòng như Sáng hiện tại bây giờ. Và em tỉnh dậy trong bệnh viện thì cái cảm nhận đầu tiên của em là như thế nào? Cái lúc mà em đang ở bệnh viện ấy, thì tất cả mọi người, bác sĩ cho đến người thân của em thì cũng dẫu không cho em biết được là cái đôi mắt của em chưa thực sự là bị mù. Một thời gian sau đó thì cái băng mặt của em được tháo ra, thì lúc đó em biết được là cái đôi mặt của mình không có thấy được nữa. Bố mẹ cũng nói thật vì đôi mặt của em là không bao giờ có thể chữa được nữa. Thì lúc đó thì cái cảm xúc của em không thể nào mà tả nổi được. Mọi thứ coi như là suy sụp trước cái cuộc đời của em. Và mọi thứ coi như là em tưởng chừng như tán biển. Em lúc đó cứ nghĩ là muốn chết đi cho sống, để một phần nào đó không là gánh nặng của gia đình. Và là cái không có thể chấp nhận được cái cuộc sống sau này của mình sống hoàn toàn trong bóng tối. Vâng, vậy thì bắt đầu từ bao giờ bạn gạt bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực của chúng ta và chấp nhận mình là một người có những cái khiếm khuyết ở trên cơ thể? Bạn có một cái ý chí, một cái quyết tâm mạnh mẽ để chúng ta sống thật là tốt. Bắt đầu từ cái lúc mà em tham gia cái hội cái mù huyện Anh Sơn của em, các cô chú đó có hoàn cảnh còn khổ cực hơn cả Sáng nữa. Nhiều khi Sáng có người thân, bạn bè, bố mẹ bên cạnh chăm sóc quan tâm, những cái cô các chú đó nhiều khi chẳng có người thân hay là bạn bè nào quan tâm chăm sóc cả. Nên là em mới suy nghĩ là các cô chú đó con có thể vượt qua để tiếp tục sống được, thì một người như em, một người thanh niên như em thì có gì mà không thể vượt qua được. Cái hồi mà em còn sáng mặt thì em cũng không có chú ý đến cái hồi người mù của huyện mình lắm. Nhưng đến khi em bị mù rồi thì em cũng cảm nhận được là những cái nỗi khổ của những người bị mù. Em có một cái sự nhén nhóm để làm một cái gì đó để có thể giúp đỡ được các cô các chú ở trong hội của mình. Nên em cái hành trình chuyến Việt của em bắt đầu nhén nhóm nó cái đầu của em.
đi bán tấm gây quỹ để giúp đỡ các cô chú. Tạm biệt tỉnh Sài Gòn, hiện tài sản đang có mặt với di chuyển đến quốc lộ 1A để tiến thẳng xuống 13 tỉnh miền Tây. Bắt đầu từ Long An chuyến hết 13 tỉnh cho tới Mũi Cà Mau. Tháng 4 năm 2023, Phi Sang với sự đồng hành của một người bạn thân đã bắt đầu thực hiện hành trình xuyên Việt với mong muốn bán hàng để gây quỹ từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh như mình. Phi Sang đăng tải các clip lên mạng, chia sẻ hành trình đi qua, đã tạo nên nguồn cảm hứng sống tích cực và lan tỏa tình yêu thương. Từ một người khiếm thị chìm trong bóng tối, Sang đã trở thành một TikToker nổi tiếng, được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ với những việc làm của mình. Trải qua hơn 100 ngày, hành trình xuyên Việt của Phi Sang khép lại với biết bao cảm xúc đặc biệt. Toàn bộ số tiền bán hàng thu được, Phi Sang đã dành để mua những phần quà tặng cho những người khiếm thị kém may mắn tại quê nhà anh Sơn. Ba bị chất độc da cam, như càng ngày càng nó trôi chỉ cả mặt mơ. Cháu Sang có tấm lòng nhân hậu, hãy thương những người cho quà cho đứa quà đến tặng cho những người như tôi, như ba đây. Với Phi Sang, cho đi là hạnh phúc, là động lực để tiếp tục cố gắng hết mình, trở thành một người truyền cảm hứng về nghị lực vượt qua bóng tối, lan tỏa những việc làm tốt đẹp và thực hiện được những ước mơ lớn trong cuộc đời. Chào cả mọi người nhé, hôm nay Phi Sang lấy cho mọi người một sản phẩm mới để tắm chỉ áo khoác mọi người ạ. Bình thường mọi người mua một hộp như thế này ngoài thị trường là 20k đúng không? Chẹt 10 hộp tắm chỉ áo khoác như thế này Phi Sang sẽ bán 59k mọi người nhé, 59 cả 110 hộp như thế này. Em rất là khâm phục ý chí của Sang. Đối với Sang là một người khiếm thì đó là một cuộc hành trình cũng đầy cố gắng và đầy sự nỗ lực mới thực hiện được chuyến hành trình đó. Thì trong thời gian làm việc với Sang thì em thấy Sang cũng là một người đối xử rất là tốt với mọi người, luôn có nhiều năng lượng tích cực và luôn trao đi giá trị của bản thân đến với mọi người xem. Bạn trình bày cái ý tưởng là con muốn thực hiện một cái hành trình xuyên Việt, thì lúc đó, cái thời điểm đó, bố mẹ và những người thân đã có những cái ý kiến như thế nào ạ? Lúc đầu em bày tỏ với bố mẹ thì bố mẹ cũng không tin, cứ nghĩ là em nói đùa. Nhưng mà em khẳng định và có nói đi nói lại với bố 2-3 lần thì lúc đó bố cũng rất lo lắng. Một người mù như em thì làm sao mà có thể đi từ Bắc vào Nam được để có thể đi được một chuyến hành trình như thế. Kể nhiều khi bố ông nói là nhiều khi những người sáng ấy bố ông cũng chưa chắc là có thể đi được, lại sao mà con có thể đi được. Em mới nói bố, em quyết tâm nói bố là cái cuộc sống của con giờ có muốn thay đổi, con không muốn cái cuộc sống của con giờ gắn bó với cái bức tường, bốn bức tường và quanh quần trong căn nhà này. Và cũng thật là may mắn khi em có một người bạn đồng hành, một người bạn rất thân. Cái lúc em bày tỏ suy nghĩ em đi xuyên Việt thì bạn cũng đồng ý luôn, gạt lại tất cả công việc để đi cùng em. Vậy thì không biết là hành trình của các bạn bắt đầu như thế nào? Trước tiên là bọn em đã gửi xe từ Nghệ An lên Hà Giang và bắt đầu từ chuyến hành trình từ đó. Dọc suốt đường đi thì hai anh em có mua thêm tấm bóng, chuẩn bị thêm cả tấm té và rất nhiều đồ nữa bán dọc đường để dùng cái tiền đó sau này có thể giúp đỡ cả cô chú ở dãy hồi của Sáng. Trên hành trình của các bạn thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những cái kỷ niệm đáng nhớ đúng không ạ? Nói những cái kỷ niệm ấn tượng nhất thì đầu tiên chắc là em bắt đầu qua các tỉnh Tây Bắc, tỉnh Lây Châu thì gặp các bạn nhỏ rất là thân thiện luôn. Các bạn có một nói một câu như thế này mà em ấn tượng mãi. Đó là bạn ấy nói dòng rất là dễ thương luôn. Lúc đó là có ba bạn nhỏ, bạn ấy bảo là chú ấy chú, bọn cháu chẳng có tiền để cho chú, nhưng bọn cháu có một ít bánh lúc sáng bố mẹ cho cháu đi ăn sáng mà bọn cháu không ăn. Giờ bọn cháu cho chú ăn lấy thảo chú nhẹ. Thực sự em rất là nhớ luôn cái ba bạn nhỏ đó. Chỉ tiếc rằng là em không có thấy được bà bạn đó dễ thương như thế nào. Về tỉnh Nghệ An của em, cái lúc đó thì em cũng đã đăng tải rất nhiều đoạn clip lên mạng xã hội rồi.
cũng may mắn là cũng được nhiều bạn ở Nghệ An biết đến. Các bạn quá đó mua hàng rất là nhiều. Các bạn cũng bày tỏ là biết Sáng quá mạng xã hội và quá đấy muốn ủng hộ cho Sáng, cũng như để ủng hộ một phần nào đó cái quỹ của em Sáng về để giúp đỡ các cô chú ở trên huyện Anh Sơn của Sáng. Vậy thì cái hành trình của Sang là không biết là bạn đã bán được bao nhiêu hàng hóa cũng như là thu được cái số tiền như thế nào ạ? Dạ, nói về cái số lượng hàng hóa em bán ra thì chắc là em không tính nổi. Nhưng mà cái số tiền thì là được khoảng gần 60 triệu gì ạ. Em muốn dùng cái số tiền đó để về giúp đỡ các cái cô chú, các anh chị khuyết tật đến chính cái quê hương của em. Sau khi mà bạn đến với cái điểm cuối cùng trong hành trình của mình ở đất mũi Cà Mau đúng không ạ? Vậy thì lúc đó cái cảm xúc của Sang như thế nào? Cảm xúc lẫn lộn lắm, em không biết là miêu tả như thế nào, nhưng lúc đó em đã bật khóc. Không biết là em tất cả mọi thứ dường như là em đã làm được, em có thể là vượt qua được cái rào cản bản thân để bước đi trên cái con đường của mình. Là em nhận được rất nhiều tình cảm và sự quan tâm của tất cả mọi người. Em học hỏi rất nhiều thứ và biết được ở ngoài kia có rất nhiều thứ mới mẻ và tốt đẹp, tìm hiểu được rất nhiều cái văn hóa ẩm thực của các vùng miền, các tỉnh thành mà em đã đi qua. Và cũng biết được là mặc dù em không có nhìn thấy, nhưng mà có người bạn của em đã miêu tả lại những cái cảnh đẹp và những cái sự hùng vĩ nhất của đất nước Việt Nam mình. Và điều cuối cùng mà em nghĩ em nhận lại được nhiều nữa là em cũng cái dừng được một số quỹ rất lớn để về em có thể giúp đỡ các cô chú, các anh chị ở đến chính cái mảnh đất quê hương của mình. Phi Sang thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với gói những câu hỏi nhanh. Bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ, em sẵn sàng đấy ạ. Câu hỏi đầu tiên ạ, ước mơ của bạn là gì? Là em có thể mở được một cái trung tâm cho những người khuyết tật như em Sáng vào làm việc ạ. Vâng. Clip nào của bạn có lượt xem cao nhất? Chắc là clip em đăng Tết vừa rồi được đạt khoảng mười mấy triệu view ạ. Clip này nói về gì ạ? Khuyến mọi người đừng có chơi pháo như em Sáng nữa. Vâng. Ai là người có tác động sâu sắc làm thay đổi bạn nhiều nhất? Là bộ của Sáng. Vâng. Bạn có lấy tấm gương nghị lực của ai để mình học tập không? Bạn của Sáng. Bạn của Sáng hồi trường rất là giỏi luôn, bạn của Sáng cũng bị mù. Bây giờ thì bạn đang tập trung học gì? Tập trung học sử dụng máy tính. Bạn mong muốn tìm một người bạn đời như thế nào ạ? Bây giờ Sáng thì mong muốn là có được rồi. Bạn có những tài lẻ gì nhỉ? Hồi trước thì em có thể lái máy xúc, nhưng mà giờ thì em chỉ lái cho vui thôi. Tỉnh nào trong cả nước mà bạn ấn tượng nhất? Là tỉnh Nghệ An của mình. Bạn có ý định thực hiện hành trình xuyên Việt lần nữa không ạ? Nếu những điều kiện cho phép thì chắc là em cũng có thể đi làm một lần nữa để thưởng thức hết tất cả các cái đặc sản của vùng miền ở trên đất nước Việt Nam mình. Vâng, bây giờ Sang là một TikToker, một người sáng tạo nội dung ở trên mạng xã hội. Vậy thì em đã có cái quá trình học tập cũng như là tiếp cận cái công nghệ để có thể giúp mình đăng tải những clip đó thì là như thế nào? Người mù như em cũng có thể sử dụng điện thoại. Thì em đã tìm tòi qua TV, qua các nền tảng. Thì em sẽ học hỏi từ từ và tập sử dụng điện thoại. Và từ cách mà em sử dụng điện thoại được thì em đã học hỏi ra được là nhiều điều. Là em có thể đọc báo được và có thể xem tin tức được, có thể biết được những người mà cùng có hoàn cảnh như em, những người đó cũng rất là giỏi, để em có động lực để cố gắng để làm được nhiều điều hơn. Có trên một chiếc điện thoại, người Sáng có thể sử dụng 100% thì em có thể sử dụng được khoảng 60-70%. Những cái ứng dụng của công nghệ thông tin và cái sự kết nối của Internet đã giúp cho Sang mở ra một cái thế giới với rất là nhiều điều mà chúng ta cần phải khám phá và tìm hiểu, phải không Sang? Và qua cái sự kết nối ở trên mạng xã hội thì với những cái clip mà Sang đăng tải lên thì cái điều mà Sang mong muốn nhất đó là gì ạ? Em muốn truyền tải những cái năng lượng tích cực nhất tới mọi người, mong là những ai đang bế tắc trong cuộc sống thì có thể tiếp tục phấn đấu, cố gắng cho tương lai và cuộc sống sau này. Thì em đã có rất nhiều chuyến đi để giúp đỡ các anh chị khiếm thị như Sáng, sử dụng được chiếc điện thoại để các anh chị có thể tiếp xúc công nghệ hơn, để cuộc đời của các anh chị cũng có thể mở ra một trang mới như kiểu ông Sáng. Trong lúc đó thì em cũng đã kết nối được với hai anh nữa cũng đã về đấy ở cùng với Sáng và làm việc cùng với Sáng, cùng Sáng bán hàng online.
để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống cho các anh và cả Sang nữa. Và cái công việc đó thì có mang lại một cái nguồn thu ổn định cho Sang không? Cái công việc của đò của Sang thì cũng mang lại một cái nguồn thu nhập cũng tương đối ổn định cho em và những người bạn của em. Em cảm thấy là vui khi mình bị như thế này mà cũng có thể tự kiếm ra những đồng tiền từ mồ hôi, từ công sức của mình. À, và bây giờ thì Sang có thể cho biết là những cái kế hoạch trong thời gian tới của Sang như thế nào? Thật sự em đang cố gắng là có thể kiếm ra một khoản tiền nhỏ để sau này em có thể đi học. Em cần phải học rất là nhiều để sau này ước mơ của em là sẽ mở ra được những cái tiệm nhỏ nhỏ, vừa là có công việc cho mình, vừa có thể tạo các công ăn việc làm cho các anh chị, các cô chú khuyết tật cũng như người cùng cảnh ngồi như Sang. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của Phi Sang trong chương trình hôm nay. Chị Thanh Long xin được chúc Phi Sang sẽ có thật là nhiều sức khỏe và sẽ đạt được những cái dự định, những cái mong muốn của mình trong tương lai. Xin cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn chị, em chào chị, chào tất cả mọi người ạ. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, và chương trình trò chuyện cuối tuần hôm nay cùng với Nguyễn Sĩ Phi Sang cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.